Giờ này nơi bạch mã sơn đang rộn ràng hôn lệ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của vùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bốn mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên. Còn ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vì sinh năm thầm trả oai trao như thầm trả lại lời thề nguyện. Hỡi con nương ơi, trả oai là trả luôn tình đầu tiên. Đường đôi ngã ly tan, tình là mộng vẫn dương mang, đang xúc động âm tầm rồi loan đi lấy chồng. Ta ngắm ngồi trong veo áo ai, sắc bao rơi đỏ trên đường đi, rồi kiều hồng kìa. Sao Long cô nương có mặt ở nơi này, trong khi hôn lễ đang tưng bừng mở hồi. Để nói danh lần sau vui, gần tiêu muội để chốt yêu hồn du ân ca. Long cô nương đừng nói vậy, mà phải đắc tội với chồng. Nhưng biết làm sao, vì đó là sự thật. Nếu quyền gieo thanh cao được dấu kính giữa tâm linh ai người trong cuộc, vậy thì lõn cô nương chớ dội nói ra làm đau đớn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phong. Chuyện buồn tiếng cô ẩn hiện mơ hòa trong cõi xương, cho lòng cô nương được giữ trọn một phần và cho tôi được sống bằng mộng tường, để rồi khi dấn thân vào trong các buổi sương mù, tôi dần gửi lại náo lưng lệ. Tại sao luôn cô nương lại to hủy hoại hạnh phúc của đời mình? Tại vì bọn thần lông nhau đã cố tình quá giờ, nên đã có bỏ kêu qua và bắt chấp đại sư ca của tiếng mũi đi rồi. Hãy subscribe.
Vài hôm nữa cô nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn vui câu phu phụ cùng các phụ quân công tử. Dân muội là kẻ ở quê chung với chân nghiêm niệm âm. Nên ngân chồng cháu lại ân ca chiếc áo. Kéo dương gió ngàn phương sẽ làm nắng dài người phiêu bạc. Thank you.